Cảm ơn quý vị đã tiếp tục đến với Cà phê Sài Gòn sáng nay. Thưa quý vị, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chua Me Đất Osalis, đơn vị duy nhất được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình cấp phép tổ chức tour vào Hang Én và Sơn Đoòng, vừa chính thức mở bán tour chinh phục Sơn Đoòng năm 2017. Theo quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, mỗi năm sẽ có 640 du khách được khám phá hang Sơn Đoòng. Công ty Osalis cho biết, tuy tình hình thời tiết, trong năm 2017, công ty này có thể tổ chức cho 500-600 khách tham quan hang Sơn Đoòng, chi phí cho một khách tương đương $3,000. Thời gian thực hiện tour sẽ bắt đầu từ tháng 1 đến cuối tháng 8 năm 2017, còn khoảng từ tháng 9 đến tháng 1 năm sau, hang sẽ đóng cửa vì lý do an toàn trong mùa lũ, và cũng để danh thắng này nghỉ ngơi, cân bằng lại hệ sinh thái. Theo Osalis, năm 2016 đã có 442 lượt khách chinh phục thành công hang Sơn Đoòng. Theo khuyến cáo của Cục Chăn nuôi, người nuôi lợn không nên quá kỳ vọng vào thị trường Trung Quốc mà nhân giống và tăng đàn ồ ạt. Theo Cục Chăn nuôi, hiện ngành chăn nuôi đang phụ thuộc lớn vào xuất khẩu tiểu ngạch qua thị trường Trung Quốc. Dù đây là thị trường lớn nhưng cũng khá nhiều rủi ro vì giá cả biến động thất thường, do tư thương lúc thì tăng cường thu mua, lúc thì đột ngột dừng lại. Những địa phương có tỷ lệ xuất khẩu lợn sang Trung Quốc lớn bị giảm giá rất mạnh từ tháng 7 đến nay. Do đó, Cục Chăn nuôi khuyến cáo nông dân đừng quá kỳ vọng vào thị trường Trung Quốc mà nhân giống tăng đàn ồ ạt. Bởi nếu sản phẩm còn ứ động lớn thì giá sẽ càng rớt sâu, người chăn nuôi sẽ đối mặt với rủi ro lỗ nặng. Quý vị, trong công văn gửi Bộ Tài chính mới đây, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP cho rằng các văn bản luật về thuế của Việt Nam vẫn còn một lỗ hổng lớn trong việc quản lý thuế đối với đối tượng trực tiếp thu mua nông thủy sản là người nước ngoài. Trước đó, Hiệp hội này cũng từng đề nghị đánh thuế xuất khẩu đối với tôm tươi chưa qua chế biến hoặc cấp đông. Các kiến nghị này của VASEP nhìn có thể hiểu là cách hiệp hội này lên tiếng là để bảo vệ thị trường nguyên liệu của mình trước sự lũng đoạn của các thương gia Trung Quốc. Tuy nhiên, đây có thật sự là giải pháp và tính pháp lý của các giải pháp này như thế nào? Mời quý vị cùng đến với góc nhìn của luật sư Phạm Thị Thoa, giám đốc công ty luật Apollat Legal. Cảm ơn bà đã đồng ý tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa bà, thì cái câu chuyện về việc là các cái thương nhân trong nước khó cạnh tranh với lại các cái thương nhân nước ngoài trong việc thu mua nguyên liệu là rõ ràng không phải là một câu chuyện mới. Tuy nhiên là bà nghĩ là có quá vô lý hay không khi mà các cái thương nhân nước ngoài họ từ xa đến nhưng mà họ có thể thu mua nguyên liệu nông sản với một cái giá cao hơn so với các thương nhân trong nước? Thì theo bà, thực chất là cái câu chuyện đằng sau vấn đề này là gì ạ? Cái thương nhân nước ngoài hiện tại á, mà thông qua cái hệ thống chân rết mà thu mua nông sản ở Việt Nam mà mạnh nhất hiện tại thì chúng ta sẽ phải nói đến đó là thương nhân của Trung Quốc. Thì cái đối tượng thương nhân Trung Quốc này họ thu mua nông thủy sản của Việt Nam thì qua hai cái mục đích. Thứ nhất là họ mua để xuất khẩu về cái thị trường, cung cấp cho cái thị trường Trung Quốc. Với lượng 1,4 tỷ dân của họ thì cái nhu cầu về nông sản của họ rất là cao. Cái thứ hai là một số cái thương nhân Trung Quốc họ thu mua nông sản lạ ở Việt Nam, ví dụ như là họ mua những cái loại hoa thăng long này, rồi là cau non, rất là nhiều những cái loại nông sản lạ như vậy. Mục đích của họ chỉ là làm giá thị trường, họ điều khiển cái giá cả của thị trường mua đi bán lại và họ lấy thu được một cái nguồn lợi từ cái hoạt động mua bán đó. Dạ, thì để cạnh tranh thì tôi thấy là các cái hiệp hội cũng đã nhiều lần lên tiếng cầu cứu cơ quan quản lý nhà nước về vấn đề này. Mới đây nhất thì Hiệp hội Chế biến Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP cũng đã có công văn đề xuất là đánh thuế xuất khẩu đối với cái hàng nông sản xuất khẩu thô về Trung Quốc, hoặc là việc là yêu cầu quản lý thuế chặt hơn đối với cái hoạt động là thu mua nông sản của thương lái nước ngoài. Thì cá nhân bà đánh giá là cái tính pháp lý của những cái đề xuất này như thế nào ạ? Đánh thuế đối với hoạt động thu mua và xuất khẩu nông sản là thực sự là rất là khó triển khai. Bởi vì sao? Bởi vì là thứ nhất là chúng ta đang xúc tiến cái hoạt động xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam ra nước ngoài với cái mức thuế là 0%. Mà bất cứ một quốc gia nào họ cũng muốn họ xuất siêu chứ không bao giờ muốn nhập siêu. Và họ thúc đẩy cái hoạt động xuất khẩu, đưa cái hàng hóa của họ chiếm lĩnh các cái thị trường khác. Vì vậy nếu bây giờ chúng ta đánh thuế trên cái hoạt động mà thu mua hàng và xuất khẩu cái mặt hàng đó, nông sản của ta ra nước ngoài, mà đặc biệt ở đây là thị trường Trung Quốc, thì gần như là chúng ta đang đặt ra một cái rào cản, đặt ra một cái rào cản để ngăn cái hoạt động xuất khẩu, và nó đi ngược lại với cái chính sách. Thực ra cái đối tượng mà chúng ta đang muốn kiểm soát là cái đối tượng thương lái Trung Quốc á. Bây giờ chúng ta đánh thuế đối với cái hoạt động thu mua của thương lái Trung Quốc thì chúng ta cũng phải đánh thuế đối với cái hoạt động thu mua và xuất khẩu của những cái
thương nhân ở những cái nước khác, ví dụ như Nhật Bản, ví dụ như là Mỹ, ví dụ như là EU, mà những cái thị trường này thì chúng ta lại rất muốn tham gia. Nên là việc mà bây giờ đề nghị những cái chính sách để đánh thuế trên như vậy, trên những cái hoạt động thu mua xuất khẩu như vậy thì tôi thấy là không có hợp lý. Mà chúng ta phải xem là vậy thì cái nguyên nhân nào dẫn đến cái việc mà thương lái Trung Quốc cũng đoạn thị trường nông sản Việt Nam hiện tại. Thì từ những cái nguyên nhân đó chúng ta sẽ đưa ra những cái cơ chế điều chỉnh thích hợp. Vậy có nghĩa là chúng ta không thể quản lý cái hoạt động thu mua của thương lái nước ngoài ngay cả khi chúng ta nhìn thấy những cái hệ lụy của nó hay sao thưa bà? Chúng ta chắc chắn là sẽ có những cái biện pháp. Những cái biện pháp này sẽ tùy thuộc vào từng cái đối tượng cụ thể mà chúng ta sẽ đưa ra và từng cái hành vi vi phạm. Thương lái Trung Quốc đứng sau những cái thương nhân Việt Nam để hoạt động, và người Trung Quốc qua Việt Nam hoạt động với tư cách là xin visa du lịch. Nếu mà những cái doanh nghiệp, những cái cá nhân Việt Nam họ kê khai báo cáo thuế, đóng thuế đầy đủ thì cơ quan thuế không có kiểm tra được. Nhưng mà cái cơ quan, những cái cơ quan khác, ví dụ như quản lý thị trường, ví dụ những cái cơ quan về an ninh kinh tế, thì họ sẽ phải có những cái chính sách kiểm tra cái hoạt động của những cái người Trung Quốc qua Việt Nam hoạt động dưới cái dạng là xin visa du lịch đó. Thì họ có thực tế là xin visa du lịch hay không, hay họ qua Việt Nam này với mục đích là thu mua nông sản, thì lúc đó chúng ta phải có cái cơ chế kiểm soát những cái người Trung Quốc hoạt động trên cái lãnh thổ Việt Nam. Đó là cái phương án thứ nhất. Cái phương án thứ hai là thì chúng ta phải có những cái sự truyền thông đối với lại người nông dân, đối với lại những cái thương lái nhỏ của Việt Nam, và có những cái chính sách để bảo hộ cho những người nông dân, nó cái nguồn đầu ra của cái dòng sản phẩm đó. Như bà phân tích thì các cái thương lái Trung Quốc họ đến Việt Nam họ thu mua nông sản, nhưng mà họ không xuất về nước mà họ bán đi, mua đi bán lại để tạo giá trên thị trường. Như vậy thì cái việc kiểm soát là cái visa của họ là visa du lịch hay là để kinh doanh trái phép thì nó liệu có quá khó thực thi hay không? Cái hình thức này thì khó, bởi vì là họ qua một vài tháng hết hạn visa du lịch thì họ lại về, họ lại làm lại visa du lịch. Cái thị trường ở Bình Dương hiện tại là rất nhiều người Đài Loan qua bên xung quanh cái khu V-Ship và họ làm với cái hình thức và cái mô hình như vậy. Thì bây giờ kiểm soát như thế nào? Kiểm soát thì chúng ta phải phụ thuộc vào cái hệ thống cơ quan hành chính chủ yếu, quản lý thị trường, công an kinh tế, thì họ xem xét là những cái hoạt động thu mua nông sản của những cái doanh nghiệp Việt Nam như vậy thì đứng sau là người Trung Quốc, thì có cái sự liên kết như thế nào, cái dòng tiền nó chuyển dịch như thế nào, thì có một cái cơ chế kiểm tra rất cao hơn thì lúc đó chúng ta mới có thể phòng ngừa được. Dạ vâng, cảm ơn bạn. Quý vị vừa xem qua phần trình diễn ánh sáng 3D tại bãi biển Copacabana và tiếp với bản tin Cà phê Sài Gòn sáng nay. Với chủ đề công nghệ số đồng hành cùng thành phố văn minh hiện đại, giải thưởng công nghệ thông tin truyền thông thành phố Hồ Chí Minh lần 8 đã chính thức được phát động. Điểm mới của cuộc thi năm nay sẽ là ưu tiên cho các doanh nghiệp và cá nhân khởi nghiệp. Giải thưởng công nghệ thông tin truyền thông thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 8 sẽ được trao tặng cho các doanh nghiệp và cá nhân đã áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, cái ứng dụng công nghệ thông tin này được kỳ vọng sẽ đem đến những đổi mới trong phương thức quản lý, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, góp phần phát triển bộ mặt thành phố. Đặc biệt, giải thưởng năm nay sẽ ưu tiên cho các startup. Theo thường lệ, các tiêu chí trao giải sẽ được đánh giá theo báo cáo hoạt động trong 3 năm liên tiếp của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, đối với các startup mới thành lập từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 trở lại, sẽ chỉ xét tốc độ tăng trưởng trong 1 đến 2 năm gần nhất.
để được xét tiêu chí chấm giải, các doanh nghiệp và cá nhân nộp hồ sơ về Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9 năm 2016. Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào ngày 25 tháng 11 cùng năm. Đây là giải thưởng do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hàng năm với mục tiêu khuyến khích phát triển các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, truyền thông hướng đến xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, thành phố ươm mầm khởi nghiệp. Thưa quý vị, với việc ra mắt tính năng mới hỗ trợ giao dịch nhanh chóng, đơn giản cùng với cho phép thanh toán quốc tế, khách hàng của ngân hàng số Timo từ nay sẽ có thể thực hiện tất cả những thao tác quản lý tài khoản, giao dịch thanh toán qua ứng dụng smartphone. Chỉ sau 3 tháng ra mắt, dịch vụ ngân hàng số Timo đã nhận được 10.000 lượt đăng ký mới. Chính vì bước tiến nhanh chóng này mà Timo đã ra mắt tính năng Timo Me và Timo Mastercard. Điều khác biệt của Timo là chúng tôi không có chi nhánh, tất cả đều dựa trên nền tảng kỹ thuật số. Và khi so sánh với những ngân hàng khác, bạn có thể thấy chúng tôi cải thiện thời gian mở tài khoản, cách bạn chuyển tiền, giao dịch, thanh toán, tất cả mọi thứ đều sẽ dễ dàng hơn. Bởi những gì chúng tôi muốn là tích hợp ngân hàng vào cuộc sống hàng ngày, hơn là khiến bạn mất thời gian đi đến ngân hàng. Với tính năng Timo Me, người dùng trong hệ thống có thể chuyển tiền cho lẫn nhau chỉ bằng một thông tin duy nhất là số tài khoản Timo, thay vì như cách chuyển tiền truyền thống cần ít nhất 3 thông tin như họ tên, số tài khoản và tên chi nhánh ngân hàng. Và giờ đây, người dùng Timo cũng đã có thể thanh toán quốc tế thông qua Timo Mastercard với nhiều ưu đãi hấp dẫn như 0% phí chuyển đổi ngoại tệ, miễn phí thường niên năm đầu và 45 ngày không lãi suất. Timo là ngân hàng số thế hệ mới, được bảo trợ bởi VB Bank. Timo có đầy đủ tính năng như một ngân hàng thực thụ mà không yêu cầu khách hàng phải trực tiếp đến các chi nhánh hay phòng giao dịch ngân hàng truyền thống. Thưa quý vị, thông tin từ Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng CSIP, Trung tâm Dạy nghề Nhân đạo Cô Tô, vừa chính thức được chính phủ công nhận là doanh nghiệp xã hội theo luật doanh nghiệp sửa đổi năm 2014. Đây cũng chính là doanh nghiệp xã hội đầu tiên được công nhận theo luật mới. Theo CSIP, sau khi nghị định về việc đăng ký doanh nghiệp xã hội được ban hành vào cuối năm 2015, tổ chức này đã hỗ trợ 5 doanh nghiệp đăng ký mới và chuyển đổi thành doanh nghiệp xã hội. Trong đó, Cô Tô là doanh nghiệp đầu tiên được chính phủ chính thức công nhận là doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam. Cô Tô viết tắt của cụm từ tiếng Anh No One Tick One, nghĩa là biết một dạy một. Được thành lập vào năm 1999, Cô Tô được biết đến ban đầu như một tổ chức phi lợi nhuận, một trường đào tạo nghề dành cho thanh niên nghèo và có nguy cơ cao. Theo đó, tổ chức này xét tuyển các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hoặc trẻ lang thang cơ nhỡ để đào tạo nghề và đưa vào làm việc tại chính các nhà hàng của Cô Tô. Sau 17 năm, đã có nhiều học viên tốt nghiệp từ trung tâm này được nhận vào làm việc tại các khách sạn, nhà hàng lớn trong cả nước. Được biết, ngày 15 tháng 8 vừa qua, Cô Tô vừa tiếp tục khởi động chương trình với chủ đề Cô Tô One, sự kiện nhằm gây quỹ xây trường cho các học viên tại Đồng Nai. Đêm gala gây quỹ sẽ chính thức được tổ chức vào ngày 9 tháng 9 năm 2016 tại khách sạn Rivery, Sài Gòn với hơn 400 khách mời nghệ sĩ và doanh nghiệp tham dự. Tiếp nối với bản tin, mời quý vị gặp lại biên tập viên Hoàng Nguyên để cùng cập nhật những thông tin thể thao đang diễn ra trên thế giới. Xin chào mừng quý vị đã đến với chuyên mục thể thao trong ngày. Thưa quý vị, hôm thứ Ba vừa qua thì báo giấy Anh vừa mới loan tin là Manchester City sắp chiêu mộ thành công thủ thành của gã khổng lồ xứ Catalan là Claudio Bravo với mức giá chỉ 16 triệu euro cùng một bản hợp đồng 4 năm. Thì ở mùa giải trước thì Bravo đã giúp cho Barca bảo vệ thành công chiếc vương miện La Liga, trong khi phải cạnh tranh gay gắt với thủ thành đến từ Đức là Marc-André ter Stegen ở vị trí thi đấu chính thức. Thì sau thông tin trên thì các thành viên của Barca đã cùng bày tỏ ý định là muốn Bravo cùng ở lại và cống hiến cho câu lạc bộ. Huấn luyện viên của Barca thì ông Luis Enrique cũng cho biết Bravo là một thủ môn xuất sắc, nhưng ông cũng hoàn toàn tôn trọng quyết định của Bravo. Xin được chuyển sang một thông tin khác. Vừa qua, cựu chủ tịch FIFA ông House Havland vừa qua đời ở tuổi 100 tại bệnh viện San Maritano tại Rio. House Havland là người đứng đầu bộ máy quản lý bóng đá thế giới trong suốt giai đoạn từ năm 1974 đến năm 1998. Ông cũng là người đầu tiên ngoài châu Âu đứng đầu liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA và là người đã mở rộng vòng chung kết World Cup ra toàn thế giới khi nâng số đội tham dự từ 16 lên thành 32 đội. Ông đã biến bóng đá trở thành một môn thể thao phổ biến nhất trên thế giới. Tuy nhiên, di sản của ông đã bị hoang ố bởi những cáo buộc liên quan đến tham nhũng năm 2013, khiến ông phải từ chức sau khi tại vị 24 năm và từ bỏ danh hiệu chủ tịch danh dự của FIFA năm 2011. Trong kỳ Thế vận hội năm nay đã có một bất ngờ lớn đầu tiên trong lịch sử, đó chính là sự góp mặt của đoàn vận động viên tị nạn với 10 cái tên ưu tú nhất được Ủy ban Olympic Quốc tế lựa chọn. Nhóm vận động viên này bao gồm 6 nam và 4 nữ đến từ Nam Sudan, Cộng hòa Dân chủ Congo, Syria và Ethiopia, đang thi đấu trong các bộ môn bơi lội, judo và điền kinh. Vừa qua, hai nghệ sĩ đường phố là Rodrigo Cini và Seti đã vẽ những bức tranh tường graffiti dành riêng cho các vận động viên này như là một cách để tôn vinh khi họ được thi đấu dưới lá cờ Olympic. Các bức chân dung được thực hiện bằng sơn phun bao phủ 100 m2 tại khuôn viên Olympic Boulevard.
Đây cũng là một phần công trình trong bộ sưu tập các bức tranh tường trải dài 2 km vuông của viện Esorio với tên gọi là Galerio. Xin được chuyển sang một thông tin khác liên quan đến Olympic. Thưa quý vị, người fan hâm mộ tại Brazil lại một lần nữa được thỏa lòng mong đợi khi vận động viên Thiago da Silva đã mang về tấm huy chương vàng thứ hai cho nước chủ nhà ở bộ môn nhảy sào. Thì ở vòng chung kết, vận động viên 22 tuổi này đã vươn lên dẫn đầu khi chinh phục thành công bức xà là 6m03. Trong khi đó thì đương kim vô địch người Pháp là Renaud Lavigne, đồng thời cũng là người đang nắm giữ kỷ lục thế giới và kỷ lục Olympic, đã thất bại 3 lần trong việc chinh phục mức xà 6m08 và đành phải ngậm ngùi giữ chiếc huy chương bạc. Sau khi giành chiến thắng, Thiago da Silva cho biết anh cảm thấy rất là hạnh phúc và may mắn khi giành được chiếc huy chương vàng về cho nước nhà. Thành tích này của anh cũng đã phá vỡ kỷ lục Olympic được lập ra trước đó bởi Renaud Lavigne với mức xà là 5m918. Và chuyên mục thể thao trong ngày xin được khép lại. Mời quý vị quay trở lại cùng MC Hoàng Vinh. Và trong phần tiếp theo của Cà phê Sài Gòn sáng nay, chúng tôi mời quý vị cập nhật những tin tức nổi bật của thế giới. Mỹ, giá năng lượng giảm, lạm phát đi ngang tháng thứ 3 liên tiếp. Venezuela công bố đạt được thỏa thuận 4,5 tỷ đô la Mỹ với các doanh nghiệp khai khoáng.